Gần 2 năm nay, bà Trần Võ Thị Ngọc Thu Sang hiện cư trú tại ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương, luôn sống trong tâm trạng lo lắng vì cho rằng cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất của bà trùng với vị trí thửa đất của một hộ dân khác. Bà Thu Sang cho biết, năm 2020, bà có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ bà Nguyễn Thu Hồng đối với thửa đất số 362, tờ bản đồ số 20, diện tích 125m2, đất trồng cây lâu năm, tọa lạc tại xã Lai Hưng, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương, và được văn phòng chi nhánh đăng ký đất đai huyện Bầu Bàng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS10524 vào ngày 3 tháng 8 năm 2020. Theo quyết định số 270 trên QĐ UBND huyện ngày 26 tháng 5 năm 2022, bà Sang được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất ở với diện tích 50m2. Đến năm 2023, do nhu cầu về nhà ở, bà có ý định xây nhà trên thửa đất số 362, thì ông Lê Văn Hùng cản trở không cho xây dựng vì lý do thửa đất 362 của bà Sang là thửa đất số 357 cùng tờ bản đồ số 20 của ông Hùng. Sau khi phát hiện sự việc này, bà Sang rất hoang mang vì nhà không được xây dựng và đến nay vẫn chưa biết vị trí thửa đất 362 như thế nào. Tôi cũng chuẩn bị xây nhà năm 2023, nhưng sau khi tôi xây nhà thì có được ông Lê Văn Hùng, chủ thửa đất 357. Ông xuống, ông cản trở, ông nói thửa đất của tôi là thửa đất của ổng. Nhưng mà bây giờ tôi cũng yêu cầu chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai xuống, làm rõ hai vấn đề, làm rõ hai thửa đất 357 và 362, để cho tôi được phép xây nhà và trực tiếp ở trên mảnh đất của mình. Hôm nay tôi rất là khó khăn, tôi đang ở nhà trọ mà trong khi đó kinh tế rất là khó khăn, cũng không có việc làm. Cho nên là cũng mong là chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Bầu Bàng sớm giải quyết cho chúng tôi. Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của bà Sang, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Bầu Bàng đã tiến hành xác minh, ra soát hồ sơ và cho biết quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 362, tờ bản đồ số 20 như sau. Ngày 15 tháng 6 năm 2006, ông Vương Văn Trung được Ủy ban Nhân dân huyện Bến Cát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD799650, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H01433 tại thửa đất số 362, tờ bản đồ số 20, diện tích 125m2. Mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm, thửa đất tọa lạc tại xã Lai Hưng, huyện Bầu Bàng. Nguồn gốc đất là nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ngày 4 tháng 10 năm 2019, bà Nguyễn Thu Hồng được Phó Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Bầu Bàng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành CR830785, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CS09492 tại thửa đất số 362, tờ bản đồ số 20, diện tích 125m2. Mục đích sử dụng đất, đất trồng cây lâu năm. Nguồn gốc, nhận chuyển nhượng của ông Vương Văn Trung. Ngày 3 tháng 8 năm 2020, bà Trần Võ Ngọc Thu Sang được Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Bầu Bàng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành CS198095, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CS10524 tại thửa đất số 362, tờ bản đồ số 20, diện tích 125m2, mục đích sử dụng đất, đất trồng cây lâu năm. Nguồn gốc nhận chuyển nhượng từ bà Nguyễn Thu Hồng. Ngày 13 tháng 7 năm 2022, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Bầu Bàng chỉnh lý trên trang 4 giấy chứng nhận nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý như sau. Chuyển mục đích sử dụng 50m2 đất trồng cây lâu năm thành đất ở tại nông thôn theo quyết định số 270 trên QĐ UBND ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Ban Nhân dân huyện Bầu Bàng. Bên cạnh đó, quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 357, tờ bản đồ số 20 của ông Lê Văn Hùng như sau. Ngày 15 tháng 6 năm 2006, ông Lê Văn Cường được Ủy ban Nhân dân huyện Bến Cát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD799644, số vào sổ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H01428. Tại thửa đất số 357, tờ bản đồ số 20, diện tích 264m2. Mục đích sử dụng đất, đất trồng cây lâu năm. Nguồn gốc, nhận quyền sử dụng đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thửa đất tọa lạc tại xã Lai Hưng, huyện Bầu Bàng.
Ngày 18 tháng 2 năm 2020, ông Lê Văn Hùng được Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Bầu Bàng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành CS872307 vào sổ giấy chứng nhận số CS09880 tại thửa đất số 357, tờ bản đồ số 20, diện tích 255,7 m². Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm. Nguồn gốc: nhận chuyển nhượng từ ông Lê Văn Cường. Ngày 9 tháng 7 năm 2020, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Bầu Bàng chỉnh lý trên trang 4 giấy chứng nhận, nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý như sau: chuyển mục đích sử dụng 130,7 m² đất trồng cây lâu năm thành đất ở tại nông thôn theo quyết định số 1040 trên QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân huyện Bầu Bàng. Từ kết quả rà soát hồ sơ nêu trên, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Bầu Bàng cho biết, thửa đất số 362 và thửa đất số 357, tờ bản đồ số 20 đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai. Cũng theo bà Thu Sang, từ khi có ý định xây nhà trên thửa đất 362 cho đến nay, bà vẫn luôn gặp phải sự phản đối của ông Lê Văn Hùng. Trước phản ánh trên, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Bầu Bàng hướng dẫn bà nộp đơn đến Ủy ban Nhân dân xã Lai Hưng để được hòa giải theo quy định. Trường hợp hòa giải không thành thì nộp đơn tranh chấp đất đai đến Tòa án Nhân dân huyện để được xem xét giải quyết. Sau khi chi nhánh hướng dẫn cho tôi qua tòa án thì tất cả là phải theo trình tự, là phải làm cái biên bản hòa giải đi từ ấp. Nhưng mà cũng mời 3 lần, nhưng mà ông Lê Văn Hùng là chủ thửa đất 357, ổng đều vắng mặt. Lý do ổng nói là thửa đất của ổng là chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai trùng với thửa đất của tôi là đúng. Hiện nay, Tòa án Nhân dân huyện Bầu Bàng đang thụ lý vụ việc của bà Thu Sang. Điều mong mỏi nhất của bà là các cơ quan có thẩm quyền cần sớm xem xét giải quyết vụ việc. Từ đó, xác định thửa đất của bà và ông Hùng ở vị trí nào để bà có thể yên tâm xây nhà ở, ổn định cuộc sống trong thời gian tới.